Nói về voice test đi chị, thì cái voice test này tao không hiểu là chúng mày lôi từ đâu ra ấy. Tao thấy cái trong cái nhóm subliminal ấy nhắc rất là nhiều về cái voice test này nhá, xong rồi bảo là đấy là của Never hay là cái gì đấy, nhưng mà không phải là của Never nhá. Cái voice test này nó là một cái gọi khác của một cái phương pháp của Neville, là cái I am state, được chưa? Nhưng mà cái cách mà chúng mày truyền đạt cho nhau, cái cách sử dụng thì tao không biết là chúng mày nói về cái voice state đấy là sử dụng như thế nào, nhưng mà cái phương pháp I am state của Neville ấy nó chỉ là một cái trò ngồi thiền thôi, hiểu không? Nên kiểu ngồi thiền để cho cái cơ thể của mình nó không, nó cảm thấy nhẹ nhõm, nó như kiểu là đang bay bổng, nó như kiểu là mình đang kiểu đang trôi ở trên một cái không gian nào đấy, nó rất là kiểu empty ấy, nó kiểu nó trống rỗng, nó là một cái void ấy, mày hiểu không? Đấy. Nhưng mà nó không phải là phương pháp của Neville. Phương pháp của Neville là I am state, được chưa? Còn cái voice state nào mà chúng mày bàn với nhau mà bạn là cái gì mà đi vào giấc ngủ hay là cái gì ấy thì tao không biết nhá. Bởi vì là Neville chỉ dạy là cái I am state là ngồi thiền thôi, và cái này thì tao cũng chưa nghe đến bao giờ luôn nhá. Bởi vì là không một ai dùng luật ra đây mà áp dụng cái đấy cả, bởi vì là mấy cái này nhá, mấy cái nào mà kiểu nó phương pháp nó rất là lằng nhằng ấy, mà mình phải ngồi mình thực hiện, trừ việc là mình ngồi mình gõ hay là mình ngồi mình viết hay là mình ngồi như nào đấy nhá. Những phương pháp mà chúng mày phải ngồi, mày phải thực hiện rất là lâu ấy, nó hầu như là nó như gọi là cái biến thể của cái luật giả định của ông Neville ấy, chứ ông ấy đã bao giờ ông ấy dạy mấy cái đấy cả. Hoặc là kiểu như là cái gì mà kiểu cái gì lucid dream hay là cái gì mà chúng mới làm, chúng mình đi ngủ ấy, xong rồi chúng mới làm cái gì ý tao cũng chẳng biết được nữa. Nhưng mà cái voice test nhé, nó không tồn tại với thằng luật giả định, bởi vì cái luật giả định của ông Neville là ông ấy dạy I am state, được không ạ? Thì nó ngồi thiền, người ta ngồi thiền, tao cũng không biết là cái phương pháp gì luôn, nhưng mà tao xem video của Sammy ấy, thì Sammy có đọc cái dẫn chứng của, hay là kiểu cái trích đoạn của ông Neville, ông ấy dạy ra ấy, là cái I am state này là cái phương pháp ngồi thiền, đấy chưa? Ngồi như thế nào để cho cảm thấy cái cơ thể của mình nó trống rỗng, xong rồi là nó cảm thấy nó nhẹ như bông hay là nhẹ như hồng hay là như thế nào đấy, xong rồi đến cái lúc đấy là mình sẽ tưởng tượng về một cái thực tại mà mình mong muốn, chấm hết. Còn cái voice test tôi mày nói đến là như thế nào tao không biết, được chưa? Nên vừa không bao giờ nhắc đến cái voice test cả, được chưa? Nó chỉ có I am state rồi, I am state, được chưa? Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Ok, cảm ơn đến nha mọi người. Tao chưa đăng lên cái trang bán chính thức ấy, bởi vì là kiểu còn phải làm nến, xong rồi là còn phải đi chụp ảnh chụp sản phẩm, xong rồi là viết lên up bài các thứ, đúng không? Xong rồi em ơi, con bụng mai mét nó đốt hai cái lọ money mới là lớn, xong rồi nó cứ kiếm được nhiều mấy cái mỏ vàng đéo đâu ra tao không biết đó. Nhưng mà ai muốn xem cái lọ 500 gram ấy thì vào cái Insta của con bụng 2 mét, xong rồi ở trong mấy cái video mà con mồi hay làm mấy cái phương pháp hướng dẫn ấy, nó có cái hũ 500 gram đấy. Ở đây tao không có, ở đây thì nó chỉ có cái hũ rỗng thôi ấy. Đấy đấy, thì cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Ok.